Và để tiếp tục chương trình giao lưu, Minh Trí với Song Hương sẽ hát một trích đoạn cây lương của Hà Triều Hoa Phượng được mang tên Tuyệt Tình Ca, tức là ông cò quận chính. Dạ xin. Chị Lan. Ủa sao thầy biết tên tôi? Hồi đó đội về Mỹ Tho, tôi có gặp anh giáo hương. Tôi có nghe ảnh nói nhiều về chuyện gia đình của ảnh và chị. Anh nói rằng ảnh đã được chị trọn lòng yêu thương, sống với nhau sau 7 năm trường, góp vào đời hai đứa con, trai tên Long Hồ, gái là Trường An. Chị rất đảm đang, đáng mặt là một người vợ hiền, đã kiến tạo cho chồng hạnh phúc và niềm tin. Về với vợ lớn rồi, không trở lại tấm mẹ con tôi. Anh Hương có nói với tôi là anh chơi Mỹ Tho được mấy ngày thì binh lửa tràn đầy, sẽ cổ lại bồng khó. Có một đoạn đường tôi chờ đợi mỏi mòn, anh nương vẫn không tìm xuống, bỏ tôi lạc lòng giữa chợ đời với lũ con thơ sống vất vưởng bơ vơ với cái nghèo đói bữa no. Không phải vậy đâu chị Lan à, ảnh vẫn thương nhớ chị hai con nhiều lắm. Lúc vừa có lệnh tan cơ, ảnh thu xếp việc nhà ở Mỹ Tho xong, ảnh xuống Vĩnh Long và ghé chợ Trường An. Nhưng chị đã tán từ, anh hỏi thăm thì không ai biết được, chị bồng con chạy giặc ở phương nào. Và sau đó anh ráng tìm, nhưng chị thì biệt tích văn tâm, anh thường nhắc nhở chị với hai con. Nỗi nhớ thương dằn dặt suốt 20 năm trường, ra bờ sông đứng lặng mỗi ngày, nhìn những chiếc xuồng con suối mượt gửi hồn về tận đâu. Bố bà ba lửa lèo mà chồng của tôi đã bận 20 năm về trước, lượt sau cùng anh bận là buổi tối mà sáng ra anh ra bên Mỹ Thuận để trở về tỉnh Vĩnh Long. Hơi hôm của chồng tôi còn giữ tôi bây giờ. Hãy cứ mỗi lần trở
xưa. Ở bến đò rạch biểu, lúc quê hương mịt mờ khói lửa đau binh, trống xuồng con rời khỏi mái gia đình. Tôi và anh thường đem chuyện gia đình ra để tâm sự. Hay mỗi lần nhắc đến người Vĩnh Long để thương để nhớ, anh ngọt ngào dùng ba cái tiếng mà con ngang. Rồi một chiều kia anh xa lánh trần gian, tôi ở bên cạnh anh cho đến khi anh tàn hơi nhắm mắt. Trước khi chết anh có trao cho tôi kỷ vật, khi bình yên tôi đã tìm chỉ khắp tỉnh Vĩnh Long. Nhưng hôm nay bất ngờ gặp lại chỉ thì kỷ vật của anh đây chỉ hay nhìn cho kỳ. Kìa, chiếc cà rái, bàn tay mùi thơm da thịt của chồng tôi. Mình còn sống đây sao? Phải, tôi còn sống đây. Tôi đang đứng trước mặt mình đây, mà tưởng chừng như đứng trên bờ sông Mỹ Thuận. Lúc mình quấy xuồng tách bến để trở lại với hai con, bờ cây xa mờ nhọn khói hoàng hôn, con nước lớn lục bình trôi rời ra. Chiều đã xuống mặt trường giang bát ngát, mà bóng người thương lặng khuất giữa sông đây.
sao mình cũng lẳng đẳng trên dòng đời. Không bảo bọc được mẹ con mình, suốt 20 năm trường tôi rây rứt trong tim. Không phải trước mặt mình đấy tôi nói để được mình thương, chứ hồi đó tôi đã tìm mình khắp tỉnh Vĩnh Long. Ôi sông dài có thấy đâu tâm trái, mà trời cao cũng vắng nghe bạc tinh hồng. Hồi đó chờ đợi mình mỏi mòn không được, được lệnh tản cư tôi dắt hai con xuống miệt Trà Vinh. Lúc hồi cư tôi có trở về gian nhà cũ mấy năm, không có mình tôi buồn tôi khổ. Từ con đường mòn đến cầu gián dưới sông, làm cho tôi càng thương càng nhớ hình dáng của mình. Trưa nào cũng ngồi giá áo cho thằng Hồ với công an, tôi cũng nghe văng vẳng tiếng người hàng xóm mát rượu còn. Âu ơ gió đưa bụi chuối sau hè, anh mê vợ bé bỏ bè con tơ. Nghe tuổi phận mình mà lệ cứ trào tuôn, làm thân vợ bé chồng đã bỏ về vợ lớn. Tôi sống vất vả nuôi con mà bia đời còn nguyền rủa. Người ta lại sao không thương một kiếp hồng nhan cố lụy vì tình. Bà con em có nhớ không, thấy tôi cực khổ, mình thường chỉ tôi như lời chim dương nga. Phải, mình chính là con chim dương nga ở vùng băng tuyết. Xanh con ra đời lúc trời mới vào đông, chim trống đã cất cánh bay cao vào sương gió mịt mùng. Chim mai ở lại nuôi con cho tròn phân mẹ, mặt đất trải da băng thức ăn không có. Chim mẹ phải bổ thịt mình mà nuôi dưỡng các con, rồi mỏi mòn chết đi vì kiệt sức. Trong khi đàn con vẫn còn tiếp tục sống bằng xương bằng thịt của mẹ hiền. Mùa đông tàn dưỡng nga con bắt đầu lên nôi cánh bay cao. Mình ơi mình là hình ảnh con dương nga cao cô đẹp. Nhưng từ nay tôi xin phép được thay mình mà chăm sóc cho đàn con.